Để từ một con nhộng mà thành một con bướm thì quá trình thay đổi của Quỳnh Lập như thế nào? Bản thân em là một cái người luôn muốn tìm những cái mới. Nhóm Jam TV là một trong những nhóm đầu tiên cùng lứa với lại BBBG nè, để mà cho khán giả hiểu rõ hơn về cái môi trường làm YouTube. Thì thật sự lúc đó là rất là nhiều người không có nhìn ra được cái tiềm năng của YouTube, cứ nghĩ rằng là một cái nơi để up clip lên là coi vui vậy thôi, chứ không có nghĩ rằng là trong tương lai YouTube có thể phát triển mạnh mẽ như bây giờ. Lúc đó em đã ý thức được hay sao? Dạ không, em cũng không ý thức được luôn. Tụi em chỉ nghĩ rằng là nó dễ up lên và nó dễ xem, đông người xem. Dạ đúng, khi mà tụi em làm với cái sự rất là trong sáng và không có suy nghĩ gì của tụi em hết á. Tại vì tụi em làm là chắc chắn là tụi em lỗ thôi chứ em không có được lời. Mình phải chi tiền ra cho quay phim, cho trang phục. Mình không có chi tiền cho quay phim, mình không có chi tiền cho make up, mà là tụi em tự làm hết những cái đó. Vậy rồi đâu có tốn tiền gì đâu. Dạ tụi em cũng có tốn, là tốn tiền tự mua đồ tự may. Có nghĩa là tụi em phải mua nguyên vật liệu để tụi em về tự làm. Giống như là những cái mão của Hoàng Châu Công Chúa là tụi em phải tự mua từng cái miếng giấy, từng cái màu về tụi em làm, từng cái hoa giả tụi em tự kết lên. Ủa vậy thì rẻ chứ, mà mình thuê là cũng mắc rồi nữa. Dạ, đừng nói. Thậm chí là lúc đó tụi em còn nhận thức là phải làm cái đôi giày làm sao nó có một cái đế ở dưới á. Là tụi em phải ra tiệm gỗ, tụi em diễn tả nó bây giờ chú làm cho con cái cục gỗ nè, xong rồi tụi em về tụi em tự lấy băng keo dán lên. Tụi em mang, tụi em té lòi bắn họng không biết bao nhiêu lần, mà vẫn mang để mà cho nó ra được cái hình hài, cái dốc dáng của Hoàng Châu Công Chúa. Và cuối cùng thì Quảng Đại Quần Chúng được công nhận Quỳnh Lập là trong cái series nào? Đối với khoảng thời gian mà em còn trong nhóm Jam TV thì mọi người biết em nhiều cái kính vạn bông. Là cái cậu học sinh mà bị gãy cái răng cửa. Cái đó là em mô phỏng lại cái hình ảnh hồi xưa của em sau khi em bị tai nạn giao thông, là em bị gãy ba cái răng cửa đó. Là vì em gãy ba cái răng cửa, đến lớp 9 là bắt đầu là cái tuổi dậy thì rồi đó, bị mất ba cái răng cửa, em bị tự ti á, em thu mình lại khoảng thời gian em bị trầm cảm. Và khán giả biết nhiều về nhóm Jam TV, và trong đó là có một bạn tên là Quỳnh Lập. Sau đó em bắt đầu phát triển hơn là cái clip tắt nước, clip đó nó liên quan về môi trường, nên là mọi người biết nhiều hơn nữa. Và sau đó là cái chậu hoang cua trống. Và cái chậu hoang cua trống là một cái clip được cộng đồng của YouTube của quốc tế đánh giá là clip được xem nhiều, và cái thông tin nó lan tỏa mọi người nhiều hơn, mọi người biết nhiều hơn. Khi mà em bắt đầu bước vào con đường làm nghệ thuật chuyên nghiệp, đó chính là chương trình Cười Xuyên Việt. Khi nào quay lại với trường sân khấu? Thật ra khi mà em học được một năm ở trường thiết kế đồ họa, và qua năm thứ hai lại bắt đầu thi lại trường sân khấu, thì em may mắn em đậu. Nhưng mà thi lại khoa nào? Dạ khoa đạo diễn sân khấu. À ngày xưa thì em thi diễn viên rớt, cho nên bây giờ. Dạ không, em thi đạo diễn luôn. Hồi xưa cũng thi đạo diễn viên luôn. Là bởi vì khi mà em thi diễn viên em nghĩ chắc chắn em sẽ rớt. Là bởi vì chiều cao của em không đủ tiêu chuẩn lúc đó thôi. Nhưng mà bây giờ thì em nghĩ rằng là chiều cao nó không còn quan trọng nữa. Khi mà em đậu đạo diễn thì may mắn lúc đó trường sân khấu điện ảnh lên một cái bậc nữa là trường đại học sân khấu điện ảnh. Và em là lớp đại học đạo diễn đầu tiên của trường. Chúc mừng em. Sau chương trình Cười Xuyên Việt thì em bắt đầu chính thức tách ra nhóm Jam TV để em đi con đường làm chuyên nghiệp của em. Nhóm Jam TV của em á, nhiều người hỏi là tại sao bây giờ không làm nữa, là bởi vì các anh chị trong nhóm Jam của em á, bây giờ cũng có công việc rồi, và mọi anh chị đều có những cái chí hướng riêng. Chỉ có một mình em và bạn Xuân Tiến cũng như là anh Lê Nhân là đi theo con đường diễn xuất. Thì bắt đầu tách ra làm riêng. Thì em muốn đánh dấu cái sự riêng biệt của em qua tác phẩm Tấm Cám Chuyện Quỳnh Lập Kể. Từ khi nào mà Quỳnh Lập bắt tay vào những dự án như web drama, parody, phim điện ảnh vân vân? Sau khi mà em làm cái Tấm Cám Chuyện Quỳnh Lập Kể của em xong, là em bắt đầu phải tìm cái mới. Em luôn muốn làm một cái gì đó mới cho khán giả, thì em mới bắt đầu đánh mạnh về parody trước. Thưa quý vị, đây là cái thể loại mà bắt chước những cái bộ phim đương thời, bộ phim đang đình đám nổi tiếng gì đó thì mình nhại lại. Thì cái điều đó là trên thế giới, đặc biệt là các nước châu Á cũng rất là thành công, khi những cái bộ phim đó mình bẻ đi một chút, mình lái lên một chút và xem rất là vui đó. Cái Tấm Cám Chuyện Mà Lập Kể của em cũng là một hình thức của parody, là dựa trên một cái nền tảng, một cái bộ phim gốc, và em sẽ bắt đầu làm hài nó theo cái hướng xử lý của em, và bên cạnh đó cũng thổi vào trong đó một vài vấn đề của xã hội. Sau cái phim Tấm Cám Chuyện Mà Lập Kể thì em bắt đầu phát triển cái những cái parody mang tính MV. Cái mà khán giả nhớ em nhất đó chính là parody Em Gái Mưa. Thì khi em làm đó xong thì có con đường làm parody của em bắt đầu phát triển hơn, là sau đó là tới parody Duyên Mình Lỡ. Thì khi làm xong rồi là bắt đầu thị trường
người người nhà nhà bắt đầu bùng nổ về Badoo-D. Là em nói thôi bây giờ mình không làm Badoo-D nữa, mình kiếm cái gì mới đi mình làm. Thì thế là em làm web drama. Web drama nó cũng là một cái hình thức điện ảnh, nhưng thay vì một bộ phim chiếu trên rạp hoặc là chiếu trên tivi, chiếu trên rạp gọi là phim điện ảnh, chiếu trên tivi gọi là phim truyền hình, còn phim này chiếu trên mạng, trên YouTube thì gọi là web drama, hoặc là một cái nền tảng về mạng lưới trên mạng nào đó gọi là web drama. Em đã ứng dụng cái khả năng đạo diễn của mình vô hết tất cả những tác phẩm rồi đúng không? Dạ. Biên tập, đạo diễn, biên kịch là đảm nhiệm hết luôn? Dạ em làm hết. Trước đây, trước khi mà em vào cái con đường làm nghệ thuật chuyên nghiệp nè, là em đã đi từng làm đi make up. Ờ, hóa trang cho mọi người rồi. Dạ. Diễn viên đầu tiên mà em make up đó chính là anh Hà Chí Quang. Lúc đó em make up cho anh ấy, em cứ thắc mắc, trời ơi, biết khi nào mình được người ta make up cho mình giống vậy. Là lúc đó em vừa làm make up và em vừa làm những cái hiệu ứng hóa trang giống như là xe đụng máu me này nọ. Rồi sau đó, sau cái make up thì em đi làm ánh sáng cho đoàn phim. Wow. Dạ. Chính cái đó là những cái bài học xương máu. Dạ. Thực tế luôn. Mà ánh sáng, nói ánh sáng gì ghê gớm, thật ra là cầm cái miếng hắt sáng gì nè anh. Em còn nhớ rất là rõ luôn. Lúc đó là em cầm cái miếng hắt sáng gì nè, em hắt thẳng vào mặt cái anh diễn viên chính đang đứng. Thì lúc đó là ảnh đang nghe một cái nền nhạc gì đó, ảnh rớt đó mắt ảnh khóc, cái mình cũng đứng như nè. Trời ơi, biết khi nào mình đứng dưới cái miếng hắt sáng thì mình khóc ta. Đó. Lúc nào trong cuộc đời của em á, em gặp những khoảnh khắc nào em luôn đặt cho mình một cái câu hỏi rằng là biết khi nào mình được như vậy, biết khi nào mình có được một cái vị trí giống như ảnh. Mặc dù lúc đó là diễn viên, là bản thân anh ta cũng không phải là diễn viên nổi tiếng nữa, chỉ là một diễn viên được diễn thôi. Mình mơ ước giống như vậy. Và cho đến ngày hôm nay thì ước mơ đó đã được thực hiện lâu rồi. Dạ.